ngày xưa, mẹ hạ sinh một cô bé tên Thuồng Anh thật xinh xắn, dễ thương. Nhưng vào năm lên 2 tuổi thì bé chẳng may qua đời. Không bao lâu, mẹ lại hạ sinh một cô gái giống hệt cô bé Thuồng Anh xấu số năm nào. Và mẹ lấy nguyên tên người chị đã khuất đặt cho cô em. Thế rồi, từ những ngày thơ ấu bước qua tuổi trưởng thành, đời sống cô gái được che chở bằng chiếc bóng thân thương kỳ diệu của chị mình. Lớn lên trong đất nước nghèo nàn sau thời chiến tranh bom đạn, cô bé được gia đình hết mực nuông chiều. Cô luôn được mặc những bộ đồ đầm đẹp nhất, được chăm sóc, được những món ăn ngon nhất và có những món đồ chơi mới nhất. Cô có mái tóc nâu sáng cựa sóng và đôi mắt to tròn, nên mọi người âu yếm gọi cô là công chúa tóc vàng. Và câu chuyện của cô bắt đầu.